Đường về xứ Phật tập 6. Trưởng lão Thích Thông Lạc tu viện Chân Như, ấp Gia Lâm, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, nước Việt Nam, đã được tái xuất bản vào năm 2011, nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội, số xuất bản 282-2011, -CXB-05-40-TR, in xong và nộp lưu chiểu quý 3 năm 2011. Đường về xứ Phật tập 6. Lời nói đầu. Từ ngày có chương trình vấn đạo đến nay, những người có đủ duyên được đọc sách Đường về xứ Phật, lần lượt họ đều hiểu thông đường lối tu hành của Đạo Phật và cũng bắt đầu thấy được những điều sai trái trong Phật giáo rất nhiều hiện nay. Nguyên do là những ảnh hưởng tập quán dân gian và các pháp môn của ngoại đạo trà trộn làm cho chánh pháp của Đức Phật biến dạng, mang đầy tính chất mê tín dị đoan, lạc hậu vân vân. Phần đông số tín đồ Phật giáo đang lầm lạc quay cuồng trong các pháp môn của kinh sách phát triển và thiền tông Trung Hoa, cho đó là pháp môn của Phật giáo. Nhưng nào ngờ chương trình vấn đạo đã và sẽ lần lượt làm sáng tỏ pháp nào của Phật là của Phật, pháp nào của ngoại đạo là của ngoại đạo, mở ngọt Bà La Môn đóng ngọt. Tà đạo không thể ẩn núp trong Phật giáo, chuyên làm việc lừa đảo và lường gạt tín đồ Phật giáo như vậy được. Đường về xứ Phật sẽ chỉ thẳng và vạch rõ giúp cho các bạn không còn hiểu lệch lạc và sai lầm nữa. Đã gần 25 thế kỷ nay, con người đã bị giáo pháp này lừa gạt quá nhiều. Đến giờ này mà mọi người còn đang sống trong giấc mơ của Đại Thừa và Tối Thượng Thừa là của Phật giáo ư? Một giấc mơ tuyệt vời đưa con người vào cõi mộng của thế giới siêu hình, thường hằng thường biết, thường nghe thường thấy, bất biến, hạnh phúc an lạc, mở ngọt, thường lạc, ngã tình, đóng ngọt. Đại Thừa đã xây dựng một cõi cực lạc Tây Phương để thỏa mãn mọi nhu cầu dục vọng của con người thế gian. Muốn chi được nấy, do sự diễn tả cảnh giới Tây Phương cực lạc quá đẹp đẽ như trong Kinh Di Đà, một cảnh giới lý tưởng mà ai nghe đến cũng đều phải ham mê thích thú. Vì thế, nên hiện giờ có nhiều người do tâm tham đắm cảnh giới cực lạc, sống đầy đủ và sung sướng, muốn chi có nấy, nên xúm nhau niệm Phật Di Đà cầu vãng sanh Tây Phương. Vả lại, các tổ thường ca ngợi pháp môn tịnh độ rất dễ tu, phù hợp với căn cơ con người thời đại hiện nay. Nghe những lời đường mật cám dỗ này, ai mà không ham thích, phải không các bạn? Vấn đạo sẽ lần lượt vạch mặt vạch tên từng pháp môn của ngoại đạo để cho tín đồ Phật giáo thấy được bộ mặt thật, thâm độc của họ đã và đang cố tình dìm và giết Phật giáo, nhất là đạo đức của Đạo Phật. Hiện giờ, người ta chẳng biết đạo đức của Phật giáo cụ thể như thế nào. Hỏi đến, ai cũng chung chung chẳng rõ, dù bậc đó là những bậc hòa thượng, thượng tòa, đại đức vân vân. Kinh sách phát triển đã biến đạo đức của Phật giáo thành một thứ đạo đức mê tín, một thứ đạo đức thụ động, phi đạo đức, khiến cho Phật giáo không có đạo đức làm người, chỉ biết tu hành theo đạo Phật là làm việc từ thiện, cúng bái, cầu khẩn, van xin, ngồi thiền nhập định, niệm Phật, niệm chú, bắt ấn, tụng kinh, tụng kệ, sám hối vân vân. Với việc làm này, mục đích sẽ được giải thoát và cuối cùng thành Phật, và ít nhất cũng dự vào hàng thánh nhân. Hành động từ thiện của giáo phái phát triển là tứ nhiếp pháp,
dùng để khuyến dụ người theo đạo mình hơn là làm việc từ thiện. Với những lời lừa đảo, bố thí cúng dường sẽ được phước báo vô lượng. Như cúng dường xây các chùa tháp, đúc chuông, đúc tượng, và cúng dường trai tăng tứ sự vân vân sẽ được phước báo vô lượng vô biên. Trong khi đạo Phật ra đời nhằm đem lại cho loài người một đạo đức giải thoát, mang lại cho cá nhân mỗi người được hạnh phúc, an vui, thanh thản, bình đẳng, sống hòa hợp, biết tha thứ và thương yêu nhau, biết nhẫn nhục tùy thuận và đùm bọc lẫn nhau, chứ đâu có lường gạt người như thế. Vấn đạo sẽ làm sáng tỏ lại pháp môn của đạo Phật và dựng lại nền đạo đức không làm khổ mình khổ người mà từ 25 thế kỷ nay không còn ai nhắc nhở và biết đến. Vấn đạo sẽ giúp cho quý vị giữ gìn giới luật nghiêm túc bằng cách hướng dẫn các pháp tu tập cụ thể, thiết thực, để quý vị thực hành sống một đời sống đạo đức, đạo hành, có một cuộc sống không làm khổ mình, khổ người, an vui, thanh thản và vô sự. Vấn đạo giúp cho quý vị suy nghĩ, lời nói và hành động luôn luôn buông xả, cởi mở, ôn tồn, nhã nhặn, từ tốn, êm dịu, để mang lại cho mình một tâm hồn an vui, thanh thản, và mang lại cho người một tâm hồn khoan dung, thương yêu và đầy lòng tha thứ. Vấn đạo giúp cho các bạn biết rõ cách thức ngăn ác pháp và diệt ác pháp, luôn sống trong thiện pháp, an trú thiện pháp, thường sống tu tập tứ chánh cần. Vấn đạo còn giúp ta biết cách tu tập tứ niệm xứ rất cụ thể rõ ràng để khắc phục tâm tham ưu ở đời bằng pháp hướng tâm như lý tắc ý. Vấn đạo giúp ta rõ thấu cách thức tu tập rèn luyện đạo đức để điều khiển nhập bốn đình mở ngọt, tứ thánh đình đóng ngọt, làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Vấn đạo còn giúp chúng ta biết rõ cách thức tập luyện pháp hướng tâm để biết cách thành tựu tứ như ý túc và tam minh. Về vấn đạo có lợi ích như vậy, chúng ta hãy đọc và nghiên cứu cẩn thận kỹ lưỡng từng danh từ ngôn ngữ để chúng ta hiểu rất rõ và nắm vững cách thức tu tập, không còn bị ai lừa đảo được. Do đó tu hành mới đạt được như sở nguyện. Giáo lý đạo Phật khó, chỉ vì ta chưa thấu triệt và từ lâu đời mở ngọt 1242 năm đóng ngọt đã bị giáo lý ngoại đạo che khuất bằng cách mạo danh là Phật thuyết. Đạo Phật khó, chỉ vì ta chưa có nhiệt tâm, thiếu lòng tin tưởng nơi Phật Pháp Tăng. Vì thời nay Phật Pháp Tăng đều giả hiệu, khiến thầy tổ chúng ta tu mãi mà chẳng ra gì, đến khi chết phải chịu quá nhiều bệnh tật, nghiệt ngã, khổ đau. Đạo Phật khó, chỉ vì ta chưa biết đời sống con người khổ, khổ như thật, nên còn đắm mê những vật chất dục lạc thế gian, chưa chịu buông xả và dứt bỏ. Đạo Phật sống khó, chỉ vì tâm chúng ta chưa nhàm chán các pháp dục lạc thế gian, mãi còn chìm đắm trong đó. Đạo Phật khó, chỉ vì chúng ta bị lừa đảo bằng các pháp môn của Bà La Môn, giả hiệu pháp môn của Phật, nên chúng ta tu sai pháp, lạc pháp, không có kết quả cụ thể, phần nhiều là lý thuyết suông. Đạo Phật khó, chỉ vì chúng ta thiếu một thiện hữu tri thức, có kinh nghiệm tu hành theo chánh pháp của Phật, biết rõ đường đi nước bước chân thật, không còn sợ bị lầm đường, lạc lối. Đạo Phật khó, chỉ vì từ lâu chúng ta hiểu qua giáo lý của Đạo Phật bằng kiến giải của các nhà học giả. Do đó, vấn đạo sẽ phơi bày các pháp hành cụ thể, thực tế để mọi người biết rõ, dứt bỏ những điều sai quấy bất thiện, biết xa lìa những sự cám dỗ vật chất thế gian, biết ngăn chặn những pháp ác trong tâm, biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau đúng cách, biết tùy thuận tha thứ những lỗi lầm của những người khác, biết nhẫn nhục đoàn kết và xả bỏ lòng hận thù riêng tư,
biết làm vui lòng mình, vui lòng người. Vì thế, đọc vấn đạo, quý vị đừng vội tin mãi suy ngẫm. Càng suy ngẫm thì quý vị mới càng thấm thía. Có thấm thía quý vị mới tin sâu Phật Pháp. Có thấm thía quý vị mới thấy đạo Phật ra đời là vì loài người, vì sự khổ đau của con người, vì sự lầm chấp thế giới hữu hình và thế giới siêu hình là có thật. Lần lượt, những tập đường về xứ Phật sẽ đến với quý vị, tâm tình chia sẻ những nỗi u hoài khắc khoải trên bước đường tu tập thiền định của đạo Phật với quý vị, và những tủi nhục xấu hổ khi thấy những vị tỳ kheo mở ngọt tu sĩ Phật giáo đóng ngọt ngang nhiên phạm giới luật, xem thường giới luật và bể vùng giới luật trước mặt tín đồ mà chẳng hề có chút lòng hối hận ăn năn. Những người không tôn giáo và những tín đồ các tôn giáo khác sẽ phê bình cười chê ra mặt. Họ dùng những lời châm biếm chế giễu của những người bình dân, thầy chùa ăn vụn cá kho, bà vải bắt được đánh mo lên đầu, hay xoài cà lâm nhỏ trái mà chua, thầy tu mê gái bỏ chùa không ai coi. Còn rất nhiều câu ca dao tục cử dân gian và các thơ văn của các thi sĩ nổi tiếng nói về tu sĩ đạo Phật một cách châm biếm rất là đau lòng xót dạ mà chúng tôi không thể nêu ra đây hết được. Không biết các bậc tôn túc hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng và ni trong cả nước khi phạm giới luật của Phật, quý vị có buồn lòng tự xấu hổ với những việc làm của mình hay không? Vừa rồi chúng tôi có đọc một tờ báo ở Hà Nội nói về vụ ăn cướp xe gắn máy là một tu sĩ Phật giáo. Nếu chúng ta không đọc báo chí thì thôi, mà theo dõi báo chí thì thỉnh thoảng chúng ta đọc những tin tức về giới tu sĩ Phật giáo phạm pháp luật nhà nước thật là đau lòng. Đến đây xin tạm dừng, hẹn lại quý vị ở tập sau. Kính ghi trưởng lão Thích Thông Lạc, tu viện Chân Như, ngày 18 tháng 12 năm 1998. Thư gửi quý bạn. Kính gửi quý bạn tăng ni và nam nữ cư sĩ thân mến, kính thưa các bạn, sau khi nhuận lại bộ sách Đường về xứ Phật tập 6, chúng tôi có bổ sung thêm câu hỏi của những tu sĩ và cư sĩ, vì những câu hỏi này có một giá trị lợi ích thiết thực cho sự tu tập của các bạn. Chúng tôi sẵn sàng trả lời những câu hỏi của những ai có quyết tâm tìm đường thoát khổ của kiếp làm người theo đúng lộ trình của Phật giáo Nguyên Thủy. Chúng tôi cũng sẵn sàng trả lời những câu hỏi của những ai có tâm huyết muốn xây dựng lại và làm sáng tỏ thêm nền giáo pháp chân chánh của Phật giáo Nguyên Thủy. Chúng tôi cũng sẵn sàng trả lời những câu hỏi của những ai muốn học hỏi đạo đức làm người của đạo Phật, mà từ khi Đức Phật nhập diệt đến nay, nó đã bị chôn vùi trong lớp giáo pháp mê tín trừu tượng, ảo giác, tưởng giải của các nhà học giả, kinh sách phát triển. Chúng tôi cũng sẵn sàng trả lời những câu hỏi cho những ai đang thắc mắc về giáo lý Phật, giáo dãy đầy mâu thuẫn, dãy đầy mê tín, dị đoan vân vân. Sau cùng, chúng tôi gửi lời thân mến nhất thăm và chúc quý bạn mạnh khỏe, an vui để tìm ra một lối đi chân chánh của Phật giáo, để thực hiện hoài bão ra khỏi sanh tử luân hồi của mình. Kính ghi tu viện Chân Như. Tu tập định vô lậu có ba việc cần phải lưu ý. Lời Phật dạy: thứ nhất, phòng hộ sáu căn. Thứ hai, sanh y là căn bản của đau khổ. Thứ ba, giải thoát nhờ đoạn dứt sanh y. Chú giải: thứ nhất, phòng hộ sáu căn, tức là giữ gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân ý, không cho dính mắc sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Phòng hộ sáu căn có nghĩa là giữ gìn tâm không phóng dật. Giữ gìn tâm không phóng dật là một việc làm thiện xảo và rất khéo léo. Nếu không thiện xảo và khéo léo thì tâm dễ phóng dật. Phòng hộ sáu căn còn có nghĩa là sống độc cư,
mà Đức Phật đã thường nhắc đi nhắc lại nhiều lần, và nhất là Ngài nhắc chúng ta phải sống độc cư như con tê ngưu một sừng. Đúng vậy, chỉ sống như con tê ngưu một sừng thì tâm mới không phóng dật. Tâm không phóng dật tức là tâm bất động trước ác pháp và các cảm thọ. Như vậy chúng ta đã đi nốt quãng đường của đạo Phật. Thứ hai, sanh y là căn bản của sự đau khổ, có nghĩa là những pháp chung quanh ta tạo thành một đời sống. Chính vì đời sống chung đồng với mọi người, mọi vật và mọi loài chúng sanh mà chúng ta phải chịu nhiều khổ đau, phiền toái, vân vân. Khi mà chúng ta không biết sử dụng trí tuệ, nhân bản nhân quả, cũng như không hiểu biết sống đạo đức làm người, sanh y là căn bản của sự đau khổ. Đây là lời cảnh giác khuyên nhắc của Đức Phật. Chúng ta hãy đề cao cảnh tỉnh mọi sanh y đối với người cư sĩ. Còn với một vị tỳ kheo thì sao? Xin các bạn vui lòng đọc tiếp thì sẽ rõ, có câu trả lời cho các bạn. Thứ ba, giải thoát là nhờ đoạn dứt sanh. Đây là lời khuyên bảo chí tình của Đức Phật. Nếu muốn tìm sự giải thoát mà không đoạn dứt sanh y thì không bao giờ có giải thoát được. Bởi vậy, một vị tỳ kheo phải xả bỏ tất cả, sống đúng đời, sống phạm hành, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không gia đình, không nhà cửa, chỉ còn ba y một bát, một đời sống thiểu dục tri túc, tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, phóng khó như hư không. Chỉ có đời sống xuất gia mới tìm thấy sự giải thoát chân thật của kiếp này. Trì giới là ly dục. Lời Phật dạy: một, nói trì giới là để chỉ cho tâm ly dục, ly ác pháp. Hai, nói dục là chỉ cho tâm bất tịnh, câu uế, ô trược. Ba, nói là hoặc là chỉ cho tâm đau khổ. Bốn, nói tịnh chỉ các hành trong thân là để chỉ sự làm chủ sống chết. Năm, nói tâm minh là chỉ cho tâm vô lậu. Sáu, nói niết bàn là chỉ cho tâm vô dục, tâm bất động, giải thoát. Chú giải: một, nói trì giới là chỉ cho tâm ly dục, ly ác pháp, có nghĩa là người tu sĩ và người cư sĩ sống đúng giới luật nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt, biết sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, biết xấu hổ dù là phạm một giới luật nhỏ hoặc một điều ác nhỏ. Người như vậy là người đã ly dục, ly ác pháp. Người đã ly dục, ly ác pháp là người đã sống trong trạng thái tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Người đã sống được trong trạng thái tâm thanh thản, an lạc và vô sự là người tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Người có tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ là người có đạo đức nhân bản. Người có đạo đức nhân bản là người không làm khổ mình, khổ người. Người không làm khổ mình, khổ người là người giải thoát của đạo Phật. Cho nên, người giải thoát của đạo Phật là người có tri kiến giải thoát. Tri kiến giải thoát tức là đức hành. Tri kiến giải thoát và đức hành là giới luật của Phật. Cho nên, Đức Phật dạy, tri kiến ở đâu là giới luật ở đó. Giới luật ở đâu là tri kiến ở đó. Tóm lại, người trì giới là người có trí tuệ và đức hạnh. Người có trí tuệ và đức hạnh là người trì giới. Người trì giới là người tu sĩ chân chánh của đạo Phật. Hai, nói dục có nghĩa là nói nguyên nhân sinh ra đau khổ. Sự đau khổ trong thế gian này được Đức Phật xem như là sự bẩn thỉu, ô trược, hôi thối, bất tịnh, có nghĩa là chẳng trong sạch. Bất tịnh còn có nghĩa là ác pháp. Nhưng chúng ta đừng vội vơ đũa cả nắm cho là tất cả dục là ác pháp, là bất tịnh, là sai. Mặc dù dục là nguyên nhân sinh ra muôn thứ đau khổ, nhưng có loại dục không đau khổ. Đó là dục không làm khổ mình, khổ người. Dục làm lợi ích cho người, cho mình. Dục làm chủ sanh già bệnh chết, thoát khổ kiếp làm người.
dục chấm dứt luân hồi sanh tử vân vân. Đó là những dục thiện mà người tu sĩ Phật giáo cần phải tăng trưởng. Vậy dục có thiện dục và có ác dục, nên Đức Phật dạy chúng ta diệt dục ác, không diệt dục thiện. Ngăn ác diệt ác, sanh thiền tăng trưởng thiền là nghĩa ấy vậy. Diệt dục thiện lẫn dục ác thì chúng ta trở thành cây đá, còn đâu gọi là đi tìm sự giải thoát, phải không các bạn? Có người nghe kinh Thứ Thánh Đế đến diệt đế, họ tưởng rằng diệt hết dục là giải thoát, là niết bàn. Sự hiểu biết như vậy là sự hiểu biết nông cạn, là sai, là không hiểu Phật giáo. Trong kinh Tứ Chánh Cần, Đức Phật đã xác định rõ ràng ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiền tăng trưởng thiện pháp. Như vậy, chúng ta nên hiểu kinh Tứ Diệu Đế dạy về diệt đế, tức là diệt tâm ham muốn ác, chứ không có dạy diệt tâm ham muốn thiện. Vì tâm ham muốn ác là tâm làm khổ mình, khổ người. Tâm làm khổ mình, khổ người là tâm không có đạo đức nhân bản. Còn ngược lại, tâm ham muốn thiện là tâm không làm khổ mình, khổ người, là tâm làm lợi ích cho mình, cho người, là tâm giải thoát của Đạo Phật, là tâm niết bàn. Vì cuối cùng của con đường thiện pháp không làm khổ mình, khổ người thì tâm ham muốn thiện kia cũng không còn. Ba, nói lậu hoặc là chỉ cho tâm đau khổ, có nghĩa là bất cứ một việc gì làm đau khổ nào cho mình, cho người, cho chúng sanh thì đều gọi là lậu hoặc, chứ không phải chỉ có khổ riêng cho mình mới gọi là lậu hoặc. Ác pháp thường đến cho mình và cho nhiều người, không bao giờ đến đơn điều cho một người. Cho nên nói lậu hoặc tức là nói một chùm nhân quả khổ đau, chứ không phải nghĩa rò rỉ của các chữ nghĩa Hán ngữ. Lậu hoặc là chỉ cho thân tâm đau khổ, nên nó được chia ra làm ba. Thứ nhất, dục lậu. Thứ hai, hữu lậu. Thứ ba, vô minh lậu. Người tu hành theo Phật giáo diệt trừ được ba lậu hoặc này liền chứng đạo. 4. Nói tịnh chỉ các hành trong thân là để chỉ cho sự làm chủ sống chết, tức là nói về năng lực của pháp như lý tắc ý, điều khiển chủ động. Bằng tứ như ý túc, tức là tứ thần túc. Tứ thần túc gồm có: thứ nhất, dục như ý túc. Thứ hai, tinh tấn như ý túc. Thứ ba, định như ý túc. Thứ tư, tuệ như ý túc. Do những thần lực này mà người tu sĩ Phật giáo mới làm chủ được sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. 5. Nói tâm minh là chỉ cho tâm vô lậu, dứt hết nghiệp tái sanh luân hồi, mở ngọt, lậu tận minh, đóng ngọt. Chứ không phải nói thần thông. Nói đến lục thông tâm minh, theo như người ta nghĩ tưởng và ưa thích là nói đến thần thông. Đạo Phật không có dạy tu tập để có thần thông, mà chỉ dạy đạo đức nhân bản nhân quả cho con người. Khi con người sống đúng đạo đức thì tâm thanh tịnh, nghĩa là không còn tâm tham sân si nữa, thì nơi tâm thanh tịnh ấy lưu xuất ra những thần lực trên. Những thần lực này có khả năng nhập các định và thực hiện tâm minh, với khả năng ấy mới làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi. Cho nên lục thông tâm minh không phải thần thông làm trò ảo thuật cho người ta xem chơi như các nhà yoga, mà lục thông tâm minh là đạo lực có công năng làm chủ sự sống chết của con người. Lục thông gồm có: 1. Thiên nhãn thông. 2. Thiên nhãn thông. 3. Tha tâm thông. 4. Túc mạng thông. 5. Thần túc thông. 6. Lậu tận thông. Tâm minh gồm có: 1. Túc mạng minh. 2. Thiên nhãn minh. 3. Lậu tận minh. 6. Nói niết bàn là chỉ cho tâm vô dục, tâm bất động giải thoát, tức là tâm đã lìa xa lòng ham muốn và các ác pháp. Tâm lìa xa lòng ham muốn và các ác pháp là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Các nhà học giả dạy nhập sơ thiền. Câu hỏi của Diệu Quang:
Hỏi: Kính thưa Thầy, phương pháp nhập sơ thiền của nhà học giả dạy, muốn nhập sơ thiền thì 10 ác pháp đi lui, 5 thiện pháp đi tới. Vậy 10 ác pháp là gì? 1. Mắt đắm sắc. 2. Tai đắm tiếng. 3. Mũi đắm hương. 4. Lưỡi đắm vị. 5. Thân đắm xúc. Cộng 5 thứ ngăn chê, mở ngọt, tham, sân, si, mạn nghi, đóng ngọt. Kể trên là 10 ác pháp. 5 thiện pháp là gì? Đó là 1. Tầm. 2. Tứ. 3. Hỷ. 4. Lạc. 5. Nhất tâm. Kính thưa Thầy, nhà học giả dạy như vậy có đúng không? Đáp: Ở đây nhà học giả dạy theo kiểu tưởng giải chứ không đúng ý của Phật dạy. Ác pháp gồm chung có rất nhiều, nhưng với cư sĩ Phật dạy chỉ có thập thiện và thập ác. Thập thiện và thập ác là các pháp căn bản gốc đạo đức của đạo Phật, để chỉ cho luật nhân quả thiện ác tạo ra cho ba hành động thân miệng ý, từ đó sanh ra vô lượng pháp ác và pháp thiện. Nhà học giả kể ra 10 pháp ác cũng đúng nhưng lại sai, vì lấy ngũ triền cái cộng với pháp phòng hộ 6 căn, bỏ bớt một căn để thành 5 pháp ác. Đó là sự nghĩ tưởng của nhà học giả chấp nối sai lạc kinh sách của Phật. Nhà học giả dạy tu hành ở giai đoạn này là giai đoạn ly dục, ly ác pháp. Nó còn để không xảy ra bệnh tật thần kinh tưởng. Nếu là giai đoạn tu tập thiền định và tâm minh thì không tránh khỏi tai họa lớn cho hành giả. Cho nên, nhà học giả kết hợp dạy như vậy thì chỉ có giết người chứ không phải dạy tu thiền định như vậy. Phật dạy ly dục, ly ác pháp nhập sơ thiền, chứ không có dạy ly 10 pháp ác nhập sơ thiền. Biết rằng trong 10 pháp ác có dục là tham muốn, nhưng không phải vì vậy mà gọi là ly dục. Dạy theo kiểu học giả thì người ta không biết đâu ly 10 pháp ác. Đọc đoạn kinh này, ta thấy nhà học giả không có thực hành pháp tu, chỉ nghĩ tưởng ra nói suông mà thôi, chứ không thấy trách nhiệm lời nói của mình đối với đoàn hậu thế mai sau. Kinh điển Đức Phật đã dạy rất rõ ràng: mắt đắm sắc, tai đắm âm thanh, mũi đắm mùi hương, lưỡi đắm vị, thân đắm xúc, ý đắm pháp. Đó là pháp dạy phòng hộ 6 căn, tức là pháp giữ gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý, không cho dính mắt 6 trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Phật không có dạy đó là ác pháp, nhưng chúng ta phải hiểu khi mắt đắm sắc, tai nhiễm âm thanh, mũi thích mùi hương, lưỡi ưa thích vị, thân đắm xúc, ý chấp pháp, từ chỗ đắm nhiễm ưa thích dính mắt chấp kiến pháp đó mới sanh ra có thương ghét giận hờn, phiền não đau khổ vân vân. Các pháp thương ghét giận hờn, phiền não đau khổ mới chính là ác pháp, chứ không phải mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi là ác pháp. Nhà học giả đã giảng dạy theo tưởng giải của mình, khiến cho mọi người lầm chấp tưởng đó là lời Phật dạy thật, nên sự hiểu biết vô minh lại càng vô minh hơn, sự sai lệch càng sai lệch hơn. Nhà học giả dạy sơ thiền không có pháp hành 10 pháp ác đi lui, 5 thiện pháp đi tới, nghĩa là làm cách nào tu tập để 10 ác pháp đi lui và 5 thiện pháp đi tới. Ở đây nhà học giả chỉ có nói suông, không có cách thức hay pháp hành tu tập cụ thể rõ ràng. Nói về pháp thiện và pháp ác, Đức Phật đã dạy rõ ràng thập thiện và thập ác, thì không có người Phật tử nào không biết. Còn thiện ác của nhà học giả viết ra khiến cho người Phật tử khó hiểu, lại thấy đạo Phật có thêm 10 pháp ác là như vậy. Nhà học giả không dựa vào lời dạy của Đức Phật, tự tưởng giải theo sự hiểu biết của mình giảng ra, khiến cho sự tu tập theo đạo Phật không còn đơn giản, rối rắm bởi nhiều danh từ, nghe thì rất kêu, nhưng làm mất ý nghĩa pháp hành, thành ra rỗng tuếch. Vậy như vậy, đi từ cái sai này đến cái sai khác,
Từ đó, kinh sách của các nhà học giả đã biến Phật giáo thành một giáo pháp ngôn luận lý thuyết suông, khiến cho các thầy tỳ kheo tu hành theo kinh sách này chỉ nói được mà không làm được. Tiếng ồn, câu hỏi của Diệu Quang hỏi: Kính thưa thầy, theo như nhà học giả dạy, các chướng ngại của sơ thiền là tiếng ồn đi vào tai, có đúng không thưa thầy? Đáp: Không. Nhà học giả đã hiểu sai những danh từ Phật dạy tịnh chỉ ngôn ngữ nhập sơ thiền. Nhà học giả nghe chữ ngôn ngữ rồi nghĩ tưởng ra là tiếng ồn, vì tiếng ồn thường làm động thiền định ức chế tâm, nên ngài luận cái chướng ngại của sơ thiền là tiếng động đi vào tai. Ngài không hiểu thiền của đạo Phật là thiền gì. Ngài cho sơ thiền ngại tiếng động cũng giống như thiền Đông Độ và thiền Đại Thừa sao? Sơ thiền là một loại thiền xá tâm nên còn có rất nhiều tên như: một, tịnh chỉ ngôn ngữ; hai, ly dục ly ác pháp; ba, sống trầm lặng; bốn, sống độc cư; năm, sống phạm hạnh; sáu, bất động tâm định; bảy, vô tướng tâm định; tám, sơ thiền; chín, tâm tứ hỷ lạc nhất tâm; mười, giới luật thanh tịnh; mười một, tâm không phóng dật; mười hai, tâm vô dục vô ác pháp. Từ xưa đến giờ, các nhà học giả không có thực hành hoặc thực hành chưa đến nơi đến chốn, cho nên sự hiểu biết của các ngài bằng tưởng tri không phải bằng trí tuệ. Xét lại, sự hiểu biết về sơ thiền của các ngài mà dạy như vậy thì kinh sách của các ngài không còn có giá trị tu hành nữa. Tịnh chỉ ngôn ngữ, tức là sống độc cư, sống trầm lặng, như Đức Phật đã dạy 42 bài kệ sống độc cư và thường ca ngợi cuộc sống trầm lặng của vị khất sĩ. Nhà học giả không có thực hành bốn thiền hữu sách, mở ngọt, tứ thánh đình, đóng ngọt, nên đã hiểu sai lệch quá nặng, gần như không biết về bốn loại thiền này. Nên ở đời, mọi người ít ai chịu mình ngu dốt, cái không biết cứ tưởng mình là biết. Từ đó cái sai này dẫn đến cái sai khác. Nhà học giả cũng vậy, không biết về loại thiền tứ thánh định này, dám viết ra sách dạy người tu thiền này, thêm thiên hà, đều là bọn ngu dốt, chẳng biết gì về Phật Pháp cả. Sơ thiền không phải là một trạng thái thiền vắng lặng, không có tiếng ồn đi vào tai. Sơ thiền chỉ là một trạng thái an lạc, thanh thản, có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc của tâm bất động. Nhà học giả chỉ luận theo danh từ trong kinh nên chẳng rõ trạng thái sơ thiền như thế nào. Thấy kinh dạy tịnh chỉ ngôn ngữ nhập sơ thiền nên tưởng nghĩ ra cái chướng ngại của sơ thiền là tiếng ồn đi vào tai. Làm chướng cho sơ thiền thì rõ ràng nhà học giả không biết gì về sơ thiền cả, như trên chúng tôi đã nói. Hiểu như vậy thật là hiểu sai ngàn vạn dặm. Nhà học giả xưa đã hiểu sai như vậy, nhà học giả ngày nay cứ theo lối mòn cũ mà giải thích, khiến cho người đời sau chẳng biết đâu mà tu hành. Ý của Phật dạy ở đây, tịnh chỉ ngôn ngữ để nhập sơ thiền, tức là phòng hộ sáu căn. Phòng hộ sáu căn tức là sống độc cư, chỉ có độc cư mới phòng hộ sáu căn trọn vẹn. Nhờ có phòng hộ sáu căn trọn vẹn, tâm mới không phóng dật. Tâm không phóng dật tức là tâm mới ly dục ly ác pháp. Tâm ly dục ly ác pháp tức là tâm mới nhập bất động tâm định. Từ bất động tâm định mới nhập được sơ thiền. Vào thiền thứ nhất mà nhà học giả hiểu sai, giảng sai thì làm sao giảng dạy nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và tam minh cho được. Nên đời sau không ai nhập bốn thiền thuộc loại tứ thánh định này. Kinh sách thì dạy rõ ràng, mà người không tu lại giảng kinh sách, đó là buông Phật bán Pháp, bán chữ bán nghĩa mà ăn, là một nghề bất lương chứ không phải dạy người tu hành. Mình có tu được chưa mà dám dạy người tu như vậy? Tầm tứ. Câu hỏi của Diệu Quang hỏi: Kính thưa thầy, nhà học giả cho chướng ngài của nhị thiền là tầm tứ, cho như vậy có đúng không thưa thầy? Phần chú thích 1. Tầm là tư duy suy nghĩ,
Chú thích 2. Tứ, tứ là tác ý. Hết phần chú thích. Đáp: nhà học giả cho chướng ngài của nhị thiền là tầm tứ, cho như vậy là đúng. Nhưng ngài không biết cách tịnh chỉ tầm tứ. Tịnh chỉ tầm tứ đâu phải tĩnh tọa ức chế tâm, như tu tập thiền tỉnh thức theo hành động thân và hơi thở. Nếu tu tập theo kiểu đó thì chẳng khác nào như tu pháp sổ tức quán, niệm Phật, các phương pháp khác của kinh sách Đại Thừa và thiền Đông Độ. Thì đó là việc tầm tứ ức chế tâm, đâu đúng nhị thiền của Phật đã dạy. Nhị thiền việc tầm tứ bằng cách dùng pháp hướng tâm tứ thần túc theo đường dây hơi thở, theo như phương pháp Đức Phật đã dạy. Muốn nhập nhị thiền thì định niệm hơi thở khéo tác ý. Ở đây nhà học giả không nói lên được pháp hành tu tập nhị thiền mà chỉ lờ và lướt qua một cách nhẹ nhàng, vốn là để tránh né vì chẳng biết cách tu như thế nào. Như chúng ta đã biết, sơ thiền là thiền định của tâm chứ chưa phải là định của thân, nhưng nó chính là chánh thiền định của Phật giáo, đi từ chỗ xả tâm, ly dục ly ác pháp mà vào. Vì thế, nhờ có thiền này nên tâm được an lạc, thanh thản và vô sự. Nhờ có thiền này mà giới luật mới có thanh tịnh và nghiêm trì. Nhờ có thiền này mà tâm mới an trú trong phàm hành. Nhờ có thiền này mà oai nghi tế hành của người tu sĩ mới xứng đáng là đệ tử của Đức Phật. Nhờ có thiền này chúng ta mới thấy tâm hồn giải thoát thật sự. Vì thế mới biết rằng Phật giáo không dối người, không lừa đảo người. Nếu không có loại thiền định này mở ngọt tứ thánh định đóng ngọt, thì Phật giáo vẫn là một tôn giáo dối trá, xảo quyệt, lừa đảo, lường gạt người vân vân, làm chủ sanh già bệnh chết. Ly hỷ. Câu hỏi của Diệu Quang hỏi: kính thưa thầy, có nhà học giả dạy chướng ngài của tam thiền là hỷ, có đúng không thưa thầy? Đáp: đúng. Nhưng nhà học giả không biết pháp hành và không biết hỷ là cái gì sanh ra hỷ. Ở đây sự vui mừng của ý thức không còn nữa, vì sáu thức đã gom lại vào một tụ điểm nơi hành giả đang an trú trong định. Ở trạng thái này sáu thức không còn hoạt động, vì thế tưởng thức bắt đầu hoạt động. Nếu ai nhập tam thiền mà không hiểu chỗ này thì không nhập tam thiền được. Nhà học giả giảng chỗ này không rõ ràng vì không có kinh nghiệm nhập định, nên nói loanh quanh chướng ngại của tam thiền là hỷ, mà không biết ly hỷ bằng cách nào, và cũng không hiểu hỷ này thuộc về ý thức hay tưởng thức hay là tâm thức. Vào thiền thứ hai và thiền thứ ba, nhà học giả dựa vào những danh từ tịnh chỉ tầm tứ, tịnh chỉ hỷ mà dạy theo kiểu kiến giải của mình, nhưng chẳng biết tịnh chỉ tầm tứ như thế nào và loại tầm tứ nào tịnh chỉ, tầm tứ nội hay tầm tứ ngoại, và chẳng biết tịnh chỉ loại hỷ nào, tịnh chỉ như thế nào, và khi ý thức ngưng hoạt động thì hỷ này thuộc về uẩn nào sanh ra hỷ này. Những người không có thực hành tứ thánh định thì không thể nào hiểu nổi những trạng thái này. Muốn thực hành tứ thánh định thì phải có định như ý túc. Không có định như ý túc thì tứ thánh định chỉ có đứng ngoài cổng nhìn vào, chứ không bao giờ nếm được mùi vị gì của thiền định cả. Định như ý túc từ giới luật sinh ra, giới sanh định, tức là giới sinh ra định như ý túc, có định như ý túc mới nhập tứ thánh định được. Cho nên các bạn lưu ý ở chỗ này để tránh những thiền tưởng của ngoại đạo. Tầm tứ, có tầm tứ thiện và có tầm tứ ác, có tầm tứ nội và có tầm tứ ngoại, còn hỷ thì có 18 loại hỷ. Vậy xả hỷ nào và bằng cách thức tịnh chỉ hỷ như thế nào? Ở đây nhà học giả không nói ra được, tức là không biết. Không biết thì đừng luận về tứ thánh định, mà luận về tứ thánh định thì chỉ có bậc A-la-hán, người đã nhập xong bốn định này mới không luận sai. Sổ tức. Câu hỏi của Diệu Quang hỏi:
Kính thưa Thầy, nhà học giả dạy chướng ngại của tứ thiền là sở tức có đúng không thưa Thầy? Đáp, không đúng. Nhà học giả đã hiểu sai danh từ Phật dạy tịnh chỉ hơi thở. Tịnh chỉ hơi thở không phải là sở tức. Sở tức tức là đếm hơi thở. Còn nếu cho chướng ngại của tứ thiền là sở tức thì không đúng. Sở tức là một pháp môn ức chế tâm, diệt vọng tưởng bằng cách đếm hơi thở. Còn tịnh chỉ hơi thở là hơi thở ngưng nghỉ, không còn thở nữa. Nếu chỉ còn thở một chút xíu hơi thở thì cũng chưa nhập tứ thiền. Bởi vậy, tứ thiền là một loại thiền định, khi nhập định thân tâm thành một khối, nên nó còn có tên gọi là tâm định trên thân, thân định trên tâm. Các pháp môn thiền định trên thế gian này, chỉ có thiền định này làm chủ sự sống chết, và chính nó mà ngày xưa Đức Phật đã đạt được đạo giải thoát, chứ không phải là một loại thiền tầm thường như các tổ đã gán cho nó những danh từ phàm phu thiền, ngoại đạo thường, nhị thừa thiền. Ngưng đếm hơi thở là một việc làm rất dễ, mà tứ thiền chỉ có ngưng đến hơi thở thì người tùy tức vẫn là nhập tứ thiền được sao? Trạng thái của tứ thiền là một trạng thái thân tâm bất động, nên nó còn có tên khác như trên đã nói, tâm định trên thân, thân định trên tâm. Người tu thiền thời nay không hiểu định của tứ thiền, nên tưởng rằng tâm không vọng tưởng, thân ngồi bất động là nhập định, tâm thì không nhúc nhích mà thân thì không ngừng hơi thở, còn rung động thì làm sao gọi là nhập định trên tâm được. Vì thế, hơi thở phải ngưng nghỉ, các hành trong thân phải ngưng nghỉ thì mới gọi là nhập định. Các nhà học giả chỉ hiểu được tâm định ở chỗ ức chế tâm, chứ không hiểu ở chỗ xả tâm là tâm không tầm tứ. Tâm không nhúc nhích, tức là tâm tịnh chỉ tầm tứ. Tịnh chỉ tầm tứ là một tên khác của nhị thiền. Còn thân định thì các ngài không hiểu, tưởng là ngồi kiết già lưng thẳng, thân không rung động là định của thân. Vậy, người nào muốn thực hiện nhập được định tứ thiền thì phải tâm ly dục ly ác pháp, tức là giới luật phải thanh tịnh và pháp hướng tâm phải có hiệu quả, chứ không phải ngưng sổ tức mà nhập được tứ thiền. Các nhà học giả không có tu hành làm sao biết được thân định trên tâm như thế nào? Thế mà các ngài dám dựa theo chữ nghĩa mà giảng thì các ngài giết người không cần gươm dao. Đức Phật đã dạy rất rõ ràng, muốn nhập bốn thánh định và diệt thọ tướng định thì phải tịnh chỉ ngôn ngữ, phải tịnh chỉ tầm tứ, phải tịnh chỉ 18 loài hỷ tưởng, phải tịnh chỉ hơi thở và phải tịnh chỉ thọ tưởng. Các bạn lưu ý những lời Phật dạy dưới đây. Tịnh chỉ tầm tứ là ngưng khẩu hành, tịnh chỉ hỷ là ngưng tướng hành, tịnh chỉ hơi thở là ngưng thân hành, tịnh chỉ thọ tưởng là ngưng ý hành, tịnh chỉ ngôn hành là nhập sơ thiền, tịnh chỉ khẩu hành là nhập sơ thiền, tịnh chỉ tưởng hành là nhập tam thiền, tịnh chỉ thân hành là nhập tứ thiền, tịnh chỉ thọ hành và tướng hành là nhập diệt tận định, còn gọi là nhập diệt thọ tướng định. Dứt tiếng ồn lên nhị thiền, câu hỏi của Diệu Quang. Hỏi kính thưa Thầy, nhà học giả dạy trong sơ thiền ta cần chấm dứt tiếng ồn để lên nhị thiền, như vậy có đúng không? Đáp, không. Phật dạy diệt tầm tứ nhập nhị thiền hay tịnh chỉ khẩu hành nhập nhị thiền, chứ không có dạy trong sơ thiền chấm dứt tiếng ồn nhập nhị thiền. Nhà học giả lầm tưởng khẩu hành là ngôn ngữ và ngôn ngữ là khẩu hành. Ngôn ngữ là lời nói, khẩu hành không phải là lời nói, mà hành động phát ra lời nói. Hành động phát ra lời nói tức là tầm tứ. Tịnh chỉ tầm tứ tức là tịnh chỉ ý thức. Ý thức không còn hoạt động, giao lại cho tưởng thức hoạt động. Do thế Đức Phật dạy diệt tầm tứ, định sanh hỷ lạc. Hỷ lạc ở đây do tưởng uổng lưu xuất. Vì tưởng thức thay thế cho ý thức đang hoạt động,
nên ta có cảm giác hỷ lạc. Ví dụ, một người đang ngủ thì mới có chiêm bao, còn người thức thì không bao giờ có chiêm bao. Chiêm bao là tưởng hoạt động. Khi một người có vọng tưởng, tức là ý thức câu hữu với tưởng thức, cho nên thế giới hữu hình và thế giới siêu hình đều ở trong ta và đang hoạt động từng phút giây, vừa hoạt động kết hợp với nhau mà cũng có những sự hoạt động riêng rẽ như trong giấc mộng. Chấm dứt tầm tứ lên tam thiền. Câu hỏi của Diệu Quang. Hỏi: kính thưa thầy, trong nhị thiền ta chấm dứt tầm tứ để lên tam thiền, có đúng như vậy không thưa thầy? Đáp: không. Đức Phật dạy diệt tầm tứ nhập nhị thiền, chứ không có dạy dứt tầm tứ để lên tam thiền. Nếu dứt tầm tứ, còn lấy cái gì để lên tam thiền? Nhà học giả tưởng rằng ở trạng thái của nhị thiền, chỉ cần lìa trạng thái hỷ là nhập tam thiền, mở ngọt, ly hỷ trú xả nhập tam thiền, đóng ngọt. Trong kinh Phật dạy rất rõ ràng, xuất nhị thiền rồi mới nhập tam thiền, ly hỷ trú xả là một tên khác của tam thiền chứ không phải là pháp hành. Nếu nói ly hỷ là ly được hỷ liền thì đâu cần gì phải tu tập. Ly hỷ là một danh từ để chỉ trạng thái tịnh chỉ tưởng thức, chứ không phải lìa sự vui mừng của cảm giác ý thức như các nhà học giả hiểu. Người có kinh nghiệm tu hành nói ly hỷ là họ biết ngay phải tu tập những pháp môn nào mới ly được hỷ. Chấm dứt hỷ lên tứ thiền. Câu hỏi của Diệu Quang. Hỏi: kính thưa thầy, trong tam thiền ta chấm dứt hỷ để lên tứ thiền, như vậy có đúng không thưa thầy? Đáp: không. Đức Phật dạy ly hỷ trú xả nhập tam thiền, chứ không có dạy trong tam thiền chấm dứt hỷ lên tứ thiền. Chấm dứt hỷ Đức Phật không có dạy, mà dạy ly hỷ trú xả nhập được tam thiền. Đằng này hỷ chưa ly mà nhập trong tam thiền được sao? Nhà học giả này lầm lộn quá, không sợ phạm tội ba vật đề đọa địa ngục sao? Dám giảng sai ý của Phật như vậy, làm mất giá trị pháp môn tu hành của Phật giáo. Tóm lại, muốn nhập tam thiền, người tu sĩ phải lìa xa các trạng thái mở ngọt, ly hỷ, đóng ngọt, tưởng. Khi đã lìa xa các trạng thái tưởng thì chiêm bao không còn, có như vậy mới nhập được tam thiền. Muốn nhập tứ thiền, hành giả phải xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, tức là tịnh chỉ hơi thở. Đó là con đường tu tập thiền định mà Phật đã dạy như vậy. Còn các nhà học giả dạy chấm dứt hỷ để lên tứ thiền, đó là thiền của các tổ, chúng ta xin miễn bàn. Trong tứ thiền, ngưng sổ tức đạt không định. Câu hỏi của Diệu Quang. Đáp: kính thưa thầy, trong tứ thiền ta ngưng sổ tức để đạt tới không định, như vậy có đúng không thưa thầy? Đáp: không. Đức Phật không có dạy trong tứ thiền ngưng sổ tức để đạt tới không định. Đức Phật dạy muốn nhập không định thì phải dùng tưởng không mà tu tập. Như trong kinh Tiểu Không, Đức Phật đã dạy, nhà học giả này vào tưởng tượng tự đặt ra sự nối tiếp giữa bốn thiền hữu sắc và bốn định vô sắc, chứ ông ta đâu biết rằng bốn thiền hữu sắc và bốn thiền vô sắc tu hành khác nhau, không giống nhau chút nào. Thiền hữu sắc dùng ý thức mà tu, còn định vô sắc dùng tưởng thức mà tu. Cho nên, sự tu hành của hai loại thiền này cách biệt rất xa và cũng không phải là hai bậc thang của một cây thang. Phật dạy, nhập tứ thiền, hơi thở tịnh chỉ. Hơi thở đã tịnh chỉ thì còn đâu phải ngưng sổ tức. Nhà học giả này đã tự đặt ra mà không thấy cái sai của mình. Từ xưa đến nay, các tổ đều nghĩ tưởng bốn thiền hữu sắc thấp hơn bốn định vô sắc. Vì có nhập được bốn thiền hữu sắc thì mới có thể nhập bốn định vô sắc. Hiểu như vậy tức là hiểu sai. Xưa Đức Phật chưa nhập bốn thiền hữu sắc mà đã được hướng dẫn nhập bốn định vô sắc, và Ngài đã nhập được vô sở hữu xứ định và phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Ngài muốn nhập định vô sắc thì không cần phải nhập định hữu sắc, vì trong kinh Tiểu Không, Đức Phật đã dạy rõ ràng,
Quý vị nên đọc lại bài kinh Tiểu Không ở trong kinh Trung Bộ. Muốn nhập không vô biên xứ định, Đức Phật đã dạy: ý thức thanh tịnh, không liên hệ ngũ căn thì nhập không vô biên xứ định, chứ không phải nhập tứ thiền rồi mới nhập không định như nhà học giả đã dạy ở trên. Tóm lại, các nhà học giả phần đông chưa có tu tập nhập được từ sơ thiền đến tứ thiền thì không làm sao giảng nổi tứ thánh định. Nếu không có kinh nghiệm tu hành nhập được tứ thánh định chân thật thì tứ thánh định của đạo Phật chỉ còn là một bài kinh chữ nghĩa suông. Nếu ai đem giảng nói mà không có kinh nghiệm tu hành thì không có ích lợi gì cho ai cả, mà còn hại cho người tu sau này. Nhiều nhà học giả tự đặt ra bằng trí tưởng tượng nên làm sai lệch ý nghĩa lời dạy của Đức Phật, càng giảng tứ thánh định lại càng thêm tối nghĩa, mù mờ không rõ, pháp hành không có. 10 hơi thở đếm không lộn là ý có định. Câu hỏi của Diệu Quang hỏi: kính thưa thầy, trong kinh An Bang Thủ Ý dạy trong thời gian 10 hơi thở ấy mà đếm không lộn là ý bắt đầu có định. Định nhỏ thì có thể kéo dài trong 3 ngày, định lớn 7 ngày. Trong thời gian ấy không có một tưởng tạp loạn chen vào, hành giả ngồi yên như người chết. Đó gọi là sơ thiền, thưa thầy, kinh dạy như vậy có đúng không? Đáp: không. Đức Phật dạy ly dục, ly ác pháp nhập sơ thiền, chứ không có dạy như trong kinh An Bang Thủ Ý. Dạy như trong kinh An Bang Thủ Ý thì đó là một loại thiền ức chế tâm bằng pháp môn sổ tức. Chúng ta phải hiểu sơ thiền là một loại thiền xả tâm, có tầm, có tứ, còn sổ tức là pháp môn ức chế tâm không tầm không tứ, ngồi yên như người chết mà gọi là nhập sơ thiền thì kinh này dạy sai, không đúng như lời Phật dạy. Đây là một bài học cho chúng ta thấy các tổ viết và soạn kinh sách như vậy không đúng như lời Phật đã dạy. Như vậy chúng ta còn đủ lòng tin ở các tổ nữa không? Kinh sách của các ngài chúng ta còn đội trên đầu vai mang nữa hay không? Sổ tức tức là còn đếm hơi thở là còn tác ý. Hơi thở là đối tượng của tâm, tâm còn ở trong niệm hơi thở và còn tác ý ức chế tâm tứ thì làm sao gọi là định thứ nhất được? Vậy mà 10 hơi thở đếm không lộn là có định, định này là định của các tổ, chứ Phật thì không có định như vậy và cũng không tu sổ tức như vậy được. Đức Phật chỉ dạy nhập sơ thiền là tâm ly dục ly ác pháp thì tâm mới có thiền, chưa có định. Còn ngược lại, nhà học giả xác định 10 hơi thở là có định thì đó là một sự sai biệt giữa tổ và Phật, một trời một vực. Tại sao chúng ta biết rõ như vậy? Tại vì Đức Phật dạy rất rõ ràng, do ly dục sanh thỉ lạc nhập sơ thiền. Chỗ sơ thiền Phật không dạy định sanh thỉ lạc, mãi cho đến khi nhập nhị thiền Phật mới nói định sanh thỉ lạc. Đến hơi thở và ly dục ly ác pháp là hai việc làm khác nhau. Một đàn thì xả tâm để tâm được thanh tịnh giải thoát, mở ngọt, dục và ác pháp đóng ngọt. Một đàn thì tu ức chế tâm để tâm không có tầm tứ. Một đàn tu thì có tầm tứ thiện, một đàn tu thì diệt cả tầm tứ thiện và ác. Do đó chúng ta thấy rất rõ, đếm hơi thở không thể nào nhập sơ thiền được. Người tu theo đạo Phật phải sống một đời sống phạm hạnh. Nhờ có sống đời sống phạm hạnh, tâm mới ly dục ly ác pháp, tâm có ly dục ly ác pháp thì mới nhập được sơ thiền. Nhờ theo dõi hơi thở mà được định. Câu hỏi của Diệu Quang hỏi: kính thưa thầy, tâm ý sở dĩ định được là nhờ theo dõi hơi thở, cấu uế đã được tiêu diệt thì tâm ý dần dần trong sạch, đó gọi là nhị thiền. Thưa thầy, những lời dạy này có đúng trong kinh điển của Đức Phật dạy hay không? Đáp: không. Phật dạy khi nhập sơ thiền thì tâm phải ly dục ly ác pháp. Tâm ly dục ly ác pháp là tâm giới luật nghiêm trì. Tâm giới luật nghiêm trì là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì câu uế lần lần tiêu diệt, chỉ còn dùng định niệm hơi thở khéo tác ý hướng tâm tịnh chỉ tầm tứ thì liền nhập nhị thiền. Còn tâm chưa ly dục ly ác pháp là tâm chưa thanh tịnh.
Tâm chưa thanh tịnh thì tâm không có cách nào nhập được sơ thiền. Tâm chưa nhập được sơ thiền thì giới luật chưa thanh tịnh. Giới luật chưa thanh tịnh thì tâm chưa thanh tịnh. Tâm chưa thanh tịnh thì không thể theo dõi hơi thở mà nhập được sơ thiền. Sơ thiền chưa nhập được thì mong gì nhập được nhị thiền. Còn cấu ế của tâm là nhờ giới luật mới được tiêu trừ, chứ không phải nhờ có định. Nhà học giả dạy nhập định theo kiểu tưởng giải của mình, không đúng như kinh Phật dạy. Phật dạy nhập định như thiền không có ức chế tâm, chỉ dùng tâm ly dục ly ác pháp, tức là tâm thanh tịnh. Tâm sơ thiền, tâm thanh tịnh ở đây có nghĩa là tâm không phóng dật, thanh thản và an lạc. Người muốn nhập nhị thiền phải ở trạng thái này, nương theo định niệm hơi thở, dùng pháp hướng tâm như lý tắc ý, tịnh chỉ tầm tứ. Phật không dạy tùy tức nhập nhị thiền, và cũng không dạy nhờ định mà cấu uế được tiêu diệt. Kinh An Bang Thủ Ý dạy điều này để nhập nhị thiền là không đúng như kinh Phật dạy. Đọc bài tựa An Bang Thủ Ý, ta thấy những lối lập luận về tứ thánh định pháp hành không đúng cách. Những từ dùng để chỉ thiền định không đúng như lời Phật dạy trong kinh. Định mà còn niệm thì làm sao định được? Đếm và tùy đó là hai phương pháp ức chế tâm thì không thể là thiền định được. Kinh này dạy bỏ pháp đếm hơi thở, chú tâm vào chớp mũi gọi là chỉ. Làm như chỗ tâm ý ở đầu chớp mũi, đó là tam thiền. Cách thức dạy nhập tâm thiền như thế này không giống như Phật dạy ly hỷ trú xả nhập tâm thiền. Cách thức tu tập theo Phật dạy dùng định niệm hơi thở, khéo tác ý hướng tâm, tịnh chỉ 18 loại hỷ tưởng, âm thanh và mộng vắng bóng. Về tứ thiền, kinh An Bang dạy niềm tin tâm bảo vững chãi. Bây giờ tất cả những gì u tối đều trở nên trong sáng, đó gọi là tứ thiền. Nếu dạy theo kinh An Bang, chỉ cần có niềm tin tâm bảo vững chãi là nhập được tứ thiền, thì như vậy tứ thiền nhập quá dễ dàng. Tứ thiền là một loại định bất đồng của thân, không phải là một việc dễ làm. Hơi thở ngưng nghỉ không phải là chuyện dễ. Phật không dạy như thế này, mà dạy tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền. Tịnh chỉ hơi thở tức là không còn thở, không còn thở tức là xả thọ. Xả thọ mà trong kinh gọi là xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Lạc khổ thuộc về thọ, niệm thanh tịnh là đối tượng của tâm. Còn có thọ và đối tượng của tâm là chưa nhập được tứ thiền, cho nên muốn nhập tứ thiền phải tu tịnh chỉ hơi thở. Tịnh chỉ hơi thở tức là không còn đối tượng của tâm, nên thân định trên tâm và tâm định trên thân. Nếu còn có đối tượng trong sáng của tâm là chưa phải nhập tứ thiền, nên kinh An Bang dạy nhập định tứ thiền không đúng như theo lời Phật đã dạy trong kinh Nguyên Thủy. Gồm ý thức nhập thiền thứ mấy? Câu hỏi của Diệu Quang. Hỏi: kính thưa thầy, hành giả gom ý thức lại khiến cho nó không còn sanh vọng tưởng, như vậy là nhập thiền thứ mấy? Đáp: gom ý thức lại khiến nó không sanh vọng tưởng là nhập thiền định tưởng. Gom ý thức lại tức là ức chế tâm. Ức chế tâm tức là ức chế ý thức. Ức chế ý thức được thì tưởng thức hưng phấn. Tưởng thức hưng phấn thì sanh 18 loài hỷ lạc tưởng. Tùy theo mức độ hưng phấn cao thấp mà người tu sẽ bị căng thần kinh, sanh ra bệnh điên khùng. Nếu mức hưng phấn thấp thì sanh ra kiến giải, tưởng giải, nói thiền, nói đạo lung tung. Người tu thiền phải đề cao cảnh giác loại thiền ức chế tâm, nó rất nguy hiểm. Nhất là những người có nhiệt tâm, tích cực tu hành thì dễ bị hưng phấn, rối loạn thần kinh. Phần nhiều hiện giờ, người tu thiền dễ bị tu lạc vào thiền ức chế tâm, tại vì tất cả các pháp môn thiền đều dạy cách thức ức chế tâm, ngoại trừ pháp môn của Đức Phật là thiền xả tâm mà thôi. Tuy vậy, thiền của Phật không ức chế tâm, nhưng chúng ta thực hành không đúng và không thiện xảo, khéo léo xả tâm, thì sẽ biến thành thiền ức chế tâm. Nó cũng không kém tai hại như những thiền khác. Sáu thức gom lại sẽ nhập định gì? Câu hỏi của Diệu Quang. Hỏi: kính thưa thầy, gom sáu thức lại một chỗ, thưa thầy sẽ nhập định gì? Đáp:
gom sáu tức lại một chỗ và biết cách hướng tâm xả lạc, xả khổ, xả niềm thanh tịnh, thì sẽ nhập tứ thiền, tức là tịnh trị hơi thở. Gom sáu tức lại một chỗ mà không biết cách xả lạc, xả khổ, xả niềm thanh tịnh, thì sẽ nhập định tưởng. Vì sáu thức ngưng hoạt động nên tưởng thức hoạt động thì đó là nhập định tưởng, tức là ức chế ý thức hưng phấn tưởng thức. Gom sáu thức cũng không phải là một việc dễ làm, gom được sáu thức mà còn phải biết cách xả. Nếu không biết cách xả thì rất là nguy hiểm, cũng như ức chế chỗ này mà không biết hướng dẫn hưng phấn chỗ khác cho đúng, để tự nó hưng phấn thì sẽ trở thành điên khùng. Việc tu hành không phải dễ. Một vị thầy có kinh nghiệm hướng dẫn tu thiền định thì phải nghe theo và thực hành cho đúng 100%, không được tự ý hành theo kiểu tưởng giải của mình. Xưa Đức Phật dạy như thế nào thì các vị tỳ kheo làm như thế nấy. Còn những vị nào tu sai không đúng lời của Phật thì phải chịu lấy hậu quả. Kết quả chẳng ra gì mà phải gánh hậu quả bệnh tật về sau. Phải cảnh giác sự gom sáu tức. Nếu không có người hướng dẫn thì đừng nên tu tập. Nó có lực để xả tâm nhanh chóng, nhưng nó có hại, làm hưng phấn tưởng thức quá cao, sanh ra bệnh điên khùng, nguy hiểm đến tánh mạng.